ប្រការដែលអ្នកគួរតែយល់ដឹងនៅពេលដែលអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅខ្លាំង ដែលលោកអ្នកគួរតែយល់ដឹងនៅពេលដែលអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅខ្លាំងនោះគឺត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនបើទោះបីជាអ្នកមិនស្រេកក៏ដោយលើកលែងតែករណីអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដែលគ្រូពេទ្យកំណត់បរិមាណទឹកឲ្យផឹកមិនត្រូវផឹកភេសជ្ជៈដែលសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករនោះទេការណាជាតិស្ករឡើងក្នុងឈាមវាអាចធ្វើឲ្យស្រេកទឹកកាន់តែខ្លាំងនិងនាំកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យរាងកាយបាត់បង់ជាតិទឹកកាន់តែច្រើនគួរជៀសវាងភេសជ
miền sa rất thiết bình cho tận nôm phơi ở nôm chả ăn chia hết bản đan ói riêng cái bật bóng chia tật chi viên phật phật chẹt đại tổ chẹt khẳng pì phật chẹt tổ chẹt bế ai phơi ói sạch đông cọp bẹt bật chi viên mờ một lục cho rốt nâng dọc lật một bọ rự ba cần hạ ăn kia sơn đi bà sẽ toàn nạp hiệp đại khẳng cố từ ngồi tật chi viên cần lại để hấp miền chả ăn cho chín chốn bận tốc chốn bỏ sang cái xây chị đào sự kiện xâm lược bom pets đang là một nâng thua được lúng mình đập bể mình trai tục mấy khăn ở rồi chân ít đại bật chết bà ở rong trăm rồi chân chân trên đầm ná của ông coi khăn ở rồi đại miền mà xin trò chè bà miền mà xin trò chè ai rong trăm nơi tìm lục ná bà các bè rồi chân bàn các ông mình đại nghĩa bà được chôm nâng cắt tiệt đáy cứ miền được chia thì ruộng nâng cổ má mình được cha ai dụ cha pi hốc sập ram chín năm lang tử nhà miền chung người phải chết rư sợ tệ à rầm nhà miền chung người riêng cái pi xe cứ chung người bị đốn rư lớp sập bị chiếm nhà tăng ni tơ ca cá thải tóm tạm đan rọc sinh nhá pa nhà hà các ông mình đốt thoát chồ lồn bên thôi bồ la cam rư cây ca nơi hàng cài bút cha rư nơi hạt ngay đại dốc tây phơ nơi pe bắc bờ lâm nâng pe lưng vịnh bên thôi ca hạt pran nâng phật tật trơ che ai bàn tiền tuột chia yếm rộng một lục chữ rốt cả biệt luôn nẹ bí cầm đá ngày. Nên khiếm hãy sau phí bí xếp nhiều nâng Best TV. Xong like nâng subscribe channel YouTube Best TV Cambodia.